kênh 2 à? Kênh 2 vậy tăng giảm. Em thấy chưa? Đây nó thổi bay phà này, rất là tuyệt vời luôn. Bật lên đi. Sáng rực luôn, bóng này là 220 anh em nhá. Đó. Phun sương mát lạnh luôn, đã chưa? Combo dành cho anh em sử dụng khi mất điện. Rồi, hello anh em đến với video tiếp theo đầu tuần mới của shop CKT nhá. Đây, hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh em những cái mặt hàng mới trong tuần này. Có rất là nhiều món hay anh em ạ. Vào việc luôn anh em, cái lô đầu tiên nhá là bộ điều khiển từ xa trong nhà. Đó. Hàng về thì nó sẽ có, em đã phân loại rồi anh em này, đây này. Còn một bao nữa này, bao to. Nó sẽ có 4 loại tất cả anh em nhá. Đây, thì em sẽ giới thiệu đến anh em là hàng này thì tất cả nó đều có thương hiệu, nó rất là xịn anh em ạ. Chuyên để anh em bắt âm tường nhá. Bắt âm tường, còn nếu anh em bắt nổi thì anh em mua thêm cái hộp điện bắt nổi lên cũng rất đẹp. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái mã là 802 này. Đây 802 và mã 801 nhá. Anh em nghe kỹ nhá. Mã 801 này thì nó chuyên sử dụng để điều khiển các loại đèn. Điều khiển các loại đèn. Đó, ở đây nó ghi là tải của nó là 4,5A 1000W. Thì anh em, và cái này em đã test thực tế thì con này nó chỉ dùng để giảm sáng đèn. Tức là khi mà cái đèn công suất của anh em 100W, 200W, anh em bắt thêm cái bộ 801 này vào á, thì nó sẽ giảm độ sáng đi, nó sẽ chuyển thành bộ từ một cái bộ đèn mà đang ví dụ đang 200W chẳng hạn, thì anh em sẽ biến nó thành một bộ đèn có hai chế độ sáng. Đó, ví dụ anh em nhấn một cái là nó sẽ giảm xuống khoảng tầm 100W. Nhấn một cái nữa nó tăng lên 200W, tức là nó sẽ giảm được khoảng tầm một nửa cái độ sáng của đèn đó. Đó, tùy theo công suất nhé. Ví dụ công suất đèn 50W thì nó giảm còn 25W. Chút nữa thì em sẽ test cho anh em nhé. Rồi, cái mẫu thứ hai là mẫu 802 này. Thì nó ở đây nó chuyên dùng để điều khiển tắt mở. Ví như là máy điều hòa không khí này. Anh em mất remote nhé, anh em dùng bộ này thay được luôn, tắt mở được luôn này. Máy nước nóng này. Máy nước nóng này thì ví dụ không muốn sờ tay vào CB thì dùng điều khiển từ xa an toàn hơn. Ok đúng không? Rồi, quạt thông gió này. Rồi các loại thiết bị điện khác, vì con này tải của nó lên tới 10A nhá. Đó, thì đây nó sẽ có, nó là 4 kênh anh em nhá. Thì anh em có thể lắp anh em lắp thì nó sẽ phải đấu nối nó qua thành hai bộ thì mới lắp được. Đó, một bộ này là dùng chung điều khiển với nhau được này, dùng chung được hết. Đó, và chút nữa thì em sẽ hướng dẫn anh em cách đấu điện. Đây, hai dây vào hai dây ra nhá. Bộ này là hai dây vào hai dây ra. Bộ này là lấy dây nguội chung và xài cái dây lửa để điều khiển. Đó. Thì vì hàng nó về nó có 4 loại thế này nên là shop sẽ bán một lần luôn là 4 bộ nhá. 4 bộ luôn để cho nó gọn, chứ không bán lẻ. Đó, 4 vỉ như thế này. Thì em sẽ giao cho anh em với mức giá là 180.000. 180.000 trên 4 vỉ luôn. Đó là anh em sẽ có hai bộ này là tắt mở được hai thiết bị về ví dụ như là thiết bị điện để tắt mở này, hai bộ này là điều tốc đèn này. Đó, ok chưa? Bây giờ thì em sẽ cho anh em xem cái video test và hướng dẫn đấu nối luôn nhá. Đầu tiên thì em test cho anh em cái mã 802. Mã này là mã chuyên tắt mở các thiết bị đây là 802 này. 802 là tắt được máy điều hòa, rồi tắt mở quạt này, máy nước nóng này, công suất lớn 10A này. Đây, bộ này thì đấu nối đơn giản anh em nhé. Anh em cứ đấu cho em hai dây vào hai dây ra, so le như này này. Đây nó có sơ đồ mà. Mũi tên đánh mũi tên, lửa vào lửa ra, nguội vào nguội ra, đây sơ đồ của nó đây. Cái hình như là cái số 1 với cái số 3 là vào này. Số 2 với cái số 4 là ra này, tính từ bên trái qua anh em nhé. Rồi, ok, cắm điện mình ơi. Bộ này rò le đã tạch tạch. Đó, rò le kêu tạch tạch này. Tắt mở trực tiếp trên đây cũng được nhá, thay cái công tắc thông thường luôn. Rồi on off này, kênh 4 à? Đang để kênh 4 đúng không? 4 này. Đấy anh em thấy chưa? Đó, anh em chỉ hướng đúng cái mắt thần của nó nhá. Khá là ngon anh em ạ. Đấy, dùng chung điều khiển được hết anh em nhá. Đây là em đang dùng bộ điều khiển của cái 801 dùng chung này. Nó mã hóa giống nhau. Qua cho anh em cách đấu cái bộ mã 801 này nhá. Bộ này thì nó chỉ có hai con ốc thôi. Thì anh em cứ dây lửa này. Dây lửa là dây điện vào này, đấu vào dây lửa này. Rồi anh em muốn ghép thì anh em chuyển từ dây lửa
tức là mình đấu song song á thì chuyển từ lửa này sang bên lửa này là hai bộ nó đều có lửa rồi nhá. Còn ra thiết bị thì cái dây lửa ra, cái mũi tên nó đánh đi ra này thì vào cái lửa của đèn này, lửa nguội thì cũng được, nói chung là nó xoay chiều mà. Đó, và cái dây còn lại thì anh em đấu thêm một cây đèn nữa như thế này. Đây, đây lại vào một cây đèn nữa thế này, còn nguội thì đây. Nguội là anh em đấu đấu thẳng vào vào ổ cắm điện luôn nhá, không qua cái bộ điều khiển nữa. Đó, nguội là mình sẽ nguội này, đi ra vào dây nguội này. Ok chưa? Rồi đi vào cái dây điện trong nhà trong tường luôn này. Đấy vậy thôi, vậy là điều khiển được. Đây em thử cho anh em xem luôn. Bình thường như cái đèn này là công suất 50W nhá. Anh em đấu vào là nó sẽ sáng luôn. Ví dụ anh em có cái bộ này là anh em có thể giảm công suất của nó xuống dimmer mà xuống 20W. Ừ. Đây, đang sáng này. Đó, em test thử cho anh em này. Đây, 4 là sáng. À nãy là nó mờ đấy, tối hơn này. Cho hết cả mắt. Đó. Nó sẽ thành tăng giảm độ sáng được của cái đèn 50W này nhá. Rồi kênh kia, kênh 2 à. Kênh 2 vậy tăng giảm. Em thấy chưa? Kênh máy 24 rồi. 2 tăng giảm này. 4 tăng giảm này. Đó anh em không? Đấy, tăng giảm độ sáng nha. Rồi ok, em rút điện cho cái độ chói mắt đấy. Đó, thì cái mã này nó dùng là anh em có thể sử dụng để anh em tăng giảm độ sáng của các loại bóng đèn điện nhá. Đây anh em ơi, cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay shop về được 50 bộ đèn UFO anh em nhá. Công suất của nó thì nó không thấy ghi ở ngoài này, nhưng mà em áng chừng nó khoảng tầm 300W. Nó có 6 cái bảng LED này, mỗi cái bảng này thì cỡ khoảng 50W. Nhưng mà độ sáng của nó rất là ổn luôn anh em ạ. Và thời gian sáng em đã test thực tế con này nó sáng được xuyên đêm. Chút nữa em sẽ cho anh em xem, em check cam cho anh em xem. Nó sáng được test từ sạc đầy pin nhá, test từ 6 giờ tối mà đến 6 giờ sáng mới hết pin anh em ạ. Tất nhiên là đến tầm 4 giờ sáng là bắt đầu là nó sẽ giảm độ sáng vì pin nó yếu rồi nhá. Nhưng mà như vậy cũng là rất ngon. Đây, hàng giao về cho anh em thì đóng trong hộp xốp như thế này. Đèn UFO này thì nó chuyên ngoài trời anh em nhá, chống nước chuyên ngoài trời. Đó, tấm pin của nó thì ở mặt sau, xài cực lớn luôn. Đây là tấm pin năng lượng này. Anh em lưu ý là đèn này thì anh em phải che tấm pin đi thì nó mới sáng nhá. Giống như là ban đêm nó mới sáng á. Để như thế này là nó không sáng đâu, nó có ánh sáng chiếu vào là nó không sáng đâu. Nó sẽ chuyển sang chế độ sạc. Đó mày, úp lại cho anh em ngửa đi. Đường kính 50 phân đúng không? To lắm, 50 phân cơ mà. Để đo cho anh em xem này. 50 phân, hơn 50 phân đi chứ. Rồi cái cọc sắt ở giữa là phi bao nhiêu? Cọc sắt phi 75. Phi 75 anh em nhá. Bắt vào cái cọc sắt. Hoặc là anh em để lên đầu trụ cổng cũng rất là ngon, nó sáng ra 360 độ xung quanh. Đây, có điều khiển từ xa. Có ốc vít kèm theo luôn. Đó, hàng này thì xong mua thanh lý anh em nhá. Sẽ bao cho anh em test lỗi trong vòng một tuần luôn. Nếu bị lỗi là mình được đổi nhá. Đó, còn sản phẩm thì em bán với giá rất là rẻ luôn. Nên là sẽ không có bảo hành anh em nhá. Đó, cái nào cũng nói rõ cho anh em như vậy. À, giá thì báo luôn cho anh em đi. Em bán là chỉ có 540.000 đồng trên một bộ thôi. 540. Đó, bao cho anh em test lỗi một tuần luôn. Được lỗi là được đổi nhá. Đây, Mạnh bật lên cho anh em xem đi. Nhấn công tắc cái đúng không? Đó, cảm biến hồng ngoại nhá. Tắt mở bằng điều khiển. Ok chưa? Ngon lành. Sáng lắm. Em để ở cái góc phòng khoảng tầm 30m2 mà nó sáng rực luôn anh em. Đó, đây là ban ngày thì test cho anh em xem độ sáng thôi. Ban đêm là rất ok nhá. Sáng ok. Rồi. À, còn cái thông số thì nữa không nhỉ? 540 này. Ok. Chống nước nhá. Hàng này ngoài trời chắc chắn nó phải chống nước rồi. Đây anh em ơi, hôm nay thì shop đã về cái mẫu quạt phun sương mini phục vụ anh em đây. Giá năm nay rất tốt luôn nhá. Đó, hàng đặt bữa giờ lâu lắm rồi nó mới về lại. À, hôm qua em khui thì nó có hai màu, màu đen với màu trắng anh em nhá. Đây. Đây, em test thực tế quạt phun sương cho anh em xem nhá. À, con này là con màu đen này. Đấy, và em cắm nó vào cục sạc điện thoại 2A anh em nhá, lưu ý giúp em. Công suất 10W kết hợp với lại phun sương, nó sẽ cần cái nguồn điện khoảng 2A. Nếu mà anh em cắm một cục 1A á, là nó sẽ chạy yếu và phun sương cũng yếu luôn. Đó, anh em lưu ý nhá. Rồi, đầu tiên, đây là tốc độ gió thứ nhất, anh em thấy không? Số 1 đã mát rồi. Số 2 mát hơn này. Ngồi 1m dễ chịu này. Số 3 là 10W, thế này là siêu mạnh rồi anh em ơi.
rất mát luôn anh em nhé, chưa cần phun sương. Đèn ngủ này, đổi chế độ tùy theo sở thích của mình nhá. Rồi hẹn giờ này, nấc 1, nấc 2, nấc 3, 3 chế độ hẹn giờ, phun sương này, một mát, tiết kiệm nước, ok chưa? Đấy, nước em đổ này, hai mát, mát hơn chút nữa, mát lắm anh em ạ, dễ chịu nhá. 5 mát, ui giời ơi, phê, đã anh em nhá. Đây nó thổi bay phà này, rất là tuyệt vời luôn. Rồi ok, mình có thể tắt quạt đi và để chế độ phun sương. Đó, ví dụ như một mát này cũng có thể làm bù ẩm được này. Đó, mà không cần mở quạt. Rất nhiều chức năng cái quạt này. Hay. Chạy độc lập hết anh em nhá. Đây, chất liệu nhựa rất dày. Ngăn này trong suốt này, nhựa dẻo này. Có thêm hai cái dây đeo để anh em xách tay nữa. Quạt này thì động cơ không chổi than. Xài mát. Nó không phải quạt pin anh em nhá. Quạt này anh em phải cắm nguồn điện 5V USB. Còn nếu anh em muốn xài tích điện thì anh em có thể cắm nó qua cục sạc dự phòng, vì nó không có pin đâu. Nó cắm trực tiếp nguồn USB. Đó. Đây. Đường kính của cánh quạt cũng khá là lớn, mình đo kích thước cho anh em đi. Có 5 mắt phun sương anh em nhé, và một cái bình nước khoảng nửa lít. Không, bình nước này của nó cả lít đây anh em ạ. 700-800ml á. Đường kính. Đây, kích thước của nó là 20 nhá. 20 nhân với 26. Cao 26. Đấy, tự đứng được. Có cái dây đeo bằng da như thế này. Ok chưa? Rồi, đây anh em cắm cái cổng USB vào đây nhé. Con này thì công suất của nó đây 5V 2A. Công suất 10W. Anh em lưu ý là anh em phải dùng cái cục sạc 2A trở lên thì nó mới mạnh nhé. Anh em mà cắm một cục sạc 1A là quạt nó sẽ yếu. Đó. Nó sẽ có các cái chế độ như là hẹn giờ này, mở đèn ngủ này. Đèn ngủ này chắc là không biết nó có, năm nay nó có không thì em không biết, em chưa test. Và quạt 3 tốc độ gió với lại 3 chế độ phun sương, 1 mát, 3 mát và 5 mát nha. Anh em có thể chạy độc lập, ví dụ như là mình muốn quạt cho nó mát để bàn không phun sương cũng được. Hoặc là anh em bật đổ nước vào đây, mát nữa thì đổ nước đá vào đây, xong bật phun sương nhé. 5 mát phun sương này nó sẽ phun ra hơi nước rất là mát. Rồi, hai màu là màu đen và màu trắng anh em nhé. Để chút nữa em test thực tế cho anh em xem. Giá là 180 đúng không? 180 ngàn trên một cây. Đó, ok chưa? Đây anh em ơi, cúp bộ cúp điện và có cái bộ combo này xài thì quá đã luôn nha. Em đang kích từ cái bình 12V này lên một cổng 220V và một cổng 5V, chuyển sang 5V để em chạy cái quạt phun sương. Với lại em test cái con bóng đèn hẳn 100W cho anh em xem nhé. Đó, 100W. Đây, bật lên cho mạnh, bật lên đi. Sáng rực luôn, bóng này là 220 anh em nhá. Đó, phun sương mát lạnh luôn, đã chưa? Combo dành cho anh em sử dụng khi mất điện. Rồi ok, đây thì bộ này của em là chỉ cần cấp một bình ắc quy 12V thôi nhá, nó sẽ chuyển ra hai đường điện 220 này và một hạt, và có hai cái mạnh rút cái quạt phun sương ra, có hai cái cổng USB 5V. Đó, công suất có 5V này là chuẩn 2A đấy anh em ạ, chạy được con quạt phun sương này là 2A đó. Đó rồi ok, đây mạch, đây hàng mới về được vài trăm mạch nhá. Đây, mạch của nó đây, anh em chỉ cần mới nhá, chưa xài nhá. Anh em cấp cho em cái hai dây nguồn này vào bình ắc quy là xong rồi này. Đó, bên này nó có một cái công tắc, mình mở lên thôi, mình xài. Đó, cắm đèn, cắm USB quạt 5V. Con này không chạy được quạt 220 em nhá. Con này nó công suất của nó 150W. Và mạch này nó không xài được các cái máy điện cơ. Đó, nên là anh em muốn xài quạt thì anh em xài quạt 5V này, USB này. Hoặc là anh em xài những cái thiết bị bóng đèn điện là được. Rồi, ok chưa? Sau bán một lần là hai cái đi nha. Hai cái mạch như thế này là 80.000 đồng anh em nhé. 80.000 đồng trên hai cái. Hai mạch luôn anh em nhé. Đó. Ngon lành. Hút đi mạnh ơi. Chuyển sang tốc độ số 2. Anh em thì bụi nó xoáy kìa. Siêu mạnh anh em nhé. Hút tới đâu là mạnh tới đó này. Chổi nó xoay luôn này. Bóp thử cho xem nó trổ xoay, vừa quét vừa hút luôn. Đó, máy hút bụi được rồi. Máy hút bụi đi sơn anh em nhá. Nội địa Nhật. Đó. Bản V6. Một bộ thì anh em sẽ có một cây chổi để anh em hút thảm này, một cái ống nối dài này. Ống nối dài này anh em nối vào, anh em đứng anh em hút luôn nhá. Mình đứng mình hút mình không cần phải khum nữa. Đó, đây, số lượng về cực kỳ khủng luôn, hàng trăm bộ. Đấy, lắp vào thử cho anh em xem cái thế để anh em xài.
Lô này shop về nhiều và đang test sạc cho anh em nhé. Rồi ok. Anh em lưu ý là hàng này shop sẽ bao cho anh em là máy sống, pin sống, sạc sống. Ok chưa? Máy pin sạc là sống hết, nhận sạc màu xanh nét đây. Em test bộ nào cũng nhận sạc hết nhá anh em nhá. Xanh nét hết. Đó, còn cái thời lượng sử dụng thì em không bao được, bởi vì máy này thì có con người ta xài nhiều, có con người ta xài ít. Nó pin của nó, nếu mà pin zin chính hãng của nó thì nó sẽ hút được 20 phút. Còn pin này là pin người ta đã xài rồi, pin cũ thì nó cũng hên xui thôi, tùy theo bộ. Có bộ được nhiều, có bộ được ít. Đó, thì anh em lấy về anh em xài, nếu mà trong trường hợp mà sau này pin nó yếu quá được ít thì anh em cũng có thể mua cục pin mới thay nhá. Hoặc là cho thợ nó thay cái cell pin thôi là được rồi. Đó, vì số lượng nhiều quá em cũng không có thời gian, em chưa test được cái thời lượng đâu, mà test được một bộ này á là mất nửa tiếng, phải sạc cho nó đầy rồi bóp cho nó chạy liên tục trong vòng bao nhiêu phút đó thì mới được một bộ, là shop không có thời gian làm, nên là chỉ bán đại cho anh em thôi. Anh em mua về được bao nhiêu thì xài bấy nhiêu nhá. Rồi thì em cũng báo giá với anh em luôn là bộ này shop sẽ bán với giá rẻ nhất từ trước đến giờ luôn, bao hàng trên thị trường luôn nhá, là 650 một bộ bao ship. Đó, giá này là cực kỳ rẻ anh em nhá. Và anh em lưu ý là giá này là anh em phải hên xui, tức là mua về anh em sạc, test sạc thời lượng pin được bao nhiêu thì được. Đó, nếu mà anh em xài ít thì cứ hết pin anh em sạc thì vẫn ok. Còn nếu anh em hên thì anh em được những bộ nó dung lượng cao, thì cái này là hên xui anh em nhá. Còn ví dụ anh em nào mà thích theo kiểu mà bao hàng á thì cứ liên hệ shop. Em bao cho anh em thì em sẽ test, em sẽ làm riêng cho anh em luôn, là em sẽ cho sạc test cho anh em 15 phút chẳng hạn, đúng không? Thì giá nó sẽ phải tầm trên 1 triệu anh em ạ, tầm 1,1 triệu. Bởi vì trong đây sạc ra thì có những con pin nhiều, pin ít. Đó, còn cái mức giá này thì em không bao được anh em nhá. Chỉ như thế này thôi, 4 món 1 2 3 4 là 650. Và shop sẽ bao ship cho anh em luôn. Đó, thì bộ này thực tế phí ship của nó hết đâu đó khoảng tầm 70.000 rồi. Tính ra là rất rẻ. Đó. Đây, con máy hút bụi to như thế này của nội địa Nhật. Đó. À, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Đó, anh em nào lấy thì liên hệ shop. Băng keo chống thấm đã về anh em nhá. Đó, bây giờ bắt đầu đã vào mùa mưa và nhu cầu sử dụng con này là rất cao. Hàng năm nay mới về đết 2024 luôn anh em nhá. Băng keo nano. Đó, bản 10 phân, đo kích thước cho anh em đi. Bản 10 phân anh em nhá. Cầm rất nặng tay. Đặc 10 phân. Đó, và chiều dài của nó là 5 mét. Tức là anh em có thể kéo nguyên một cái đường mí tôn 5 mét. Nếu mà ví dụ cái tôn đó của anh em nó bị có kẽ hở, bị chảy nước, anh em kéo nguyên một cuộn luôn là đảm bảo là hết thấm nhá. Ngoài ra thì nó còn ứng dụng dán được rất là nhiều việc. Ví dụ anh em bị thấm ở các cái vị trí như góc tường nhà này, đó, anh em dán ở bên ngoài thì bên trong nó sẽ hạn chế được rất nhiều. Con này bám trên tường cũng rất tốt này. Bám trên tôn, gạch men, ống nước mà bị nứt nhẹ nhẹ là xử được luôn. Giò dỉ nhẹ là xử thay keo lụa được luôn nha anh em nhá. Đó, để hôm trước em có test, em dán nguyên cái khay nhựa đựng nước á, là nó bít kín luôn, mấy cái lỗ lớn nó cũng bít kín luôn nhá. Đây anh em nhá, test thử thực tế cho anh em này. Dán luôn cái khay nhựa này nhá. Khay nhựa này nó bị lủng lỗ rồi anh em. Đây cho anh em xem cái lỗ đi. Đây, đó, anh em thấy cái lỗ bằng keo chưa? 4 lỗ 4 góc. Hoàn toàn không thấm nước anh em nhá. Đó, 4 lỗ bằng keo đó. Rồi. Chống thấm cực kỳ tốt, bám dính mọi chất liệu. Mà keo của thằng này nó cực kỳ lì luôn, mạnh cắt cho anh em xem đi. So với được mấy thùng. Đây. Anh em nhìn này. Nó như cao su luôn anh em ạ. Hai mặt nhá. Đây, anh em lột cái lớp bên trong ra là được rồi. Lột mỗi cái lớp màng bên trong ra là mình dán thôi. Đây, đây keo của nó đây anh em. Nó như kiểu là cao su luôn á, đây này, cao su này. Đó, còn cái lớp trắng bạc này thì nó có tác dụng là nó sẽ vừa là chống thấm mà nó vừa giống như là ánh nắng mặt trời chiếu vào thì nó sẽ phản xạ, nó sẽ không bị hại keo bên trong nha. Nó chống bảo vệ cái lớp keo bên trong á. Rồi, ok. Vậy là anh em hiểu rồi, chủ yếu là dùng để chống thấm thôi. Ví dụ mái tôn rột rồi các cái chỗ mà bị rột nước, giò nước á, thì mình dán nhá. Giá em bán là 80.000 một cuộn thôi. Ghi đây đi mạnh, ghi đây 80.000 một cuộn. Có nhiều anh em cần phải chụp màn hình lại. Ok chưa? Đây anh em ơi, tiếp theo thì hôm nay shop về được một ít xi lanh điện mẫu mini hơn anh em nhá. Hành trình ngắn, giá rẻ. Dây thì kiểu lò xo như này.
hàng bãi này nó hơi bám bụi anh em nhá, nhưng còn đẹp lắm anh em ạ. Bằng nhôm. Đây này. 50W anh em nhá. 24V 50W 2.1A. Đó, anh em nào xài điện thì mua thêm cái cục nguồn của mấy cái cục nguồn 24V mà 3A là chạy được rồi, hoặc 5A cũng được. Đó, còn anh em nào mà xài pin, xài bình thì có thể đấu trực tiếp luôn nhá. Đó, hàng em giao cho anh em thì em sẽ cố gắng giữ cho anh em cái rác, mà rác này chắc anh em phải cắt à. Rác này kiếm ở đâu ra được đúng không? Rồi, ok. Đo kích thước cho anh em đi. Con này hành trình của nó ngắn ngắn thôi anh em ạ. Cao 15. Cao 15. Tổng chiều dài của nó là 22. Đó, mini thôi anh em nhá. Mà cầm cũng nặng cả ký đó, đây có lỗ bắt ốc này. Đó, rồi. Em test thử cho anh em xem nhá. Đây em test với bộ nguồn 24V. Hành trình ra được 5 phân. 3 phân à? 3 phân. Rồi ok, hành trình của nó chỉ được 3 phân thôi anh em ạ. Chế cháo. Đây, đây, hết hành trình có rờ le tự ngắt nha. Nhưng mà chạy khá nhanh. Mạnh bóp, bóp được không? Bóp giật không? Không sao. Tại lỏng điện là nó giật giật anh em nhé. Đó, anh em thấy chưa? Đó, hết hành trình nó kịch một cái nó tự ngắt luôn. Ok, đảo. Đảo dây là đảo chiều nhá. Kịch ngắt từ đây anh em ạ. Rồi ok. Rồi, giá 100.000 cục anh em ơi. Cả motor, cả xi lanh, cả vít me nhá. Anh em về chế cháo được cái gì chế. Đây, đó, hàng thì rất đẹp. Em có khoảng tầm 50 bộ. Đây anh em ơi. Quả bóng rổ người lớn anh em nhá. Kích thước to. Đó, anh em lấy về chơi tập thể thao. Đây, cao su của nó rất là dày luôn. Đây, hàng giao về cho anh em thì sẽ nó sẽ xẹp như thế này nhé. Đây, cho anh em xem cái độ dày của quả bóng rổ này. Đó. Độ nảy cũng rất tốt luôn. Anh em về chỉ cần bơm hơi lên là xài thôi. Đây, bóng rổ nha anh em nhé. 80.000 một quả thôi anh em ạ. Shop có thêm một thùng cò khoan nho nhỏ và hàng chưa qua sử dụng anh em nhé. Đó, tất cả là anh em nhìn này, dây rắc zin hết. Đó, còn ngoại hình thì đóng hàng như thế này thì anh em biết là nó cũng có thể nó bị chảy xước đây này. Đó, tất cả nó còn nguyên cái đầu mạnh rút ra cho anh em xem, chưa lắp vào máy. Cò này là của Ryobi đó anh em ạ, xịn cực kỳ luôn. Tải của nó rất tốt luôn, chuẩn. Tải của nó là 20 ampere. Nó ghi là 24V 20A anh em nhé. Thì có nghĩa là, nhưng mà em test là nó chạy được từ 12V cho đến 24 luôn. Tức là 12, 14, 16, 18 là đều chạy hết. Ứng dụng của nó là anh em về thay máy khoan này, chế điều tốc motor này. Đó, ví dụ như con này, con motor hôm trước em bán đó, anh em nào muốn điều tốc nó thì đơn giản lắm. Đây này. Đó, còn có cả đèn báo nhá, y như cò máy khoan đó. Chân pin thì anh em lưu ý giúp em là đấu cứ đúng đỏ đen nhá. Đây này, đỏ là cộng, đen là trừ. Đấu vào pin, đấu vào bình thì cũng vậy thôi. Giật mạnh đấy đó. Đó, anh em nào muốn chế điều tốc nhá, anh em chế cái con ốc hãm á, siết cái cò này này. Hôm trước em có chế thử rồi đó. Chế con ốc hãm nó, mình vặn vào là nó sẽ nó kìm hãm, hãm cái cò lại. Là anh em chỉnh cái tốc theo ý muốn. Đó vậy thôi, ví dụ con motor là mình muốn hạ nó xuống để mình chế quạt chẳng hạn thì mua bộ này về, giảm tốc nó cỡ này thôi. Đó là làm tua chế quạt vô tư luôn. Rồi ok. Đảo chiều nhá anh em nhá, nó có đảo chiều luôn này. Gạt cái này đảo chiều này y như là máy khoan á. Rồi, xong bán một lần là ba cái cò khoan. Thôi bán hai cái đi nhỉ. Hai cái cho anh em dễ mua nhá. Hai cái 60. Tại vì cò này cái thời điểm ban đầu em bán là tới 40.000 một cái á. Hai cái 60.000 là chỉ tính ra là 30.000 một cái đó. Mà hàng xịn nhá, hàng xịn. Em mở cho anh em. Hôm nọ có một ông khách, ông mua về ông ấy chế cái châm nước tự động cho trang trại gà. Thì em mới biết là con này công nhận là nó cũng phải nói là nó rất hay. Đó, ngoài việc nó là một cái phao chống tràn nhá. Đây anh em này. Đó. Lắp được cho các thể loại bồn luôn. Đây, bồn nước
năng lượng mặt trời này, bồn nước sinh hoạt gia đình này. Khi mà nước máy nó chảy vào bồn á, thì con phao này nó đến một cái điểm mà anh em gắn phao á, thì nó sẽ tự động nó ngắt phao nhá. Thì cái phao nó sẽ đứng im ở vị trí này. Bây giờ thì em test, em chỉ tạm thời giữ tay thôi, em cấp nước 21 cho anh em này. Ví dụ cái đường ống này của em nó đang hơi nhỏ nhá. Anh em gắn ống này là ống này nó rất nhỏ nên nó chảy yếu đấy. Nếu mà anh em gắn ống 21 vào đây á, nó sẽ chảy mạnh hơn nữa. Rồi, đây nhá, thì phao nước nó đến vị trí như thế này là nó sẽ tự ngắt. Đây em mô phỏng em tụt nước đi cho anh em xem nhá. Múc tụt nước đi. Đó. Nó sẽ tự chảy vào, tiếp tục chảy vào thêm. Rồi đổ lại đi. Đó thì đến cái vị trí mực nước như vậy nhá. Nó lại ngắt. Thử thêm cái nữa cho anh em. Đơn giản. Phao cơ nên hoạt động rất bền, ổn định và chính xác. Nó không phải điện tử anh em nhé, nó chỉ là phao cơ thôi. Đó, nó đơn giản là cái nguyên lý của nó là cứ đủ nước của nó là nó ngắt. Không nhỏ ra bất kỳ một giọt nào, anh em thấy không? Đó. Chất liệu của nó bằng nhựa ABS nên là nó cũng rất là bền. Đó, không sợ bị rỉ sét, tuổi thọ cao. Ren 21 phổ thông anh em nhé. Cái co này thì anh em có thể tháo ra được. Đó, cái co này có thể tháo ra được. Tức là anh em muốn xả theo kiểu xả đứng á, thì mình gắn cái co. Còn mình muốn xả ngang thì anh em để như vậy, nó sẽ xả ngang. Cái này là cái ron để nó chống chống cặn này, chống cặn vào phao. Đó, rất đơn giản nhá. Còn cái mực nước thì nó cứ tới cái vị trí mép phao này này là nó dừng. Thì cái này chút nữa em sẽ cho anh em xem cái video test thực tế. Đó, ứng dụng của nó thì rất là nhiều đây này, thay thế cho các loại phao truyền thống này. Phao truyền thống này thì giá khá là cao, cũng tốt lắm anh em, giá khá là cao. Nhưng mà nó hơi cồng kềnh, lắp đặt hơi cồng kềnh, con này cực kỳ gọn luôn. Đó. Ứng dụng là anh em lắp chống tràn bồn này. Tự động châm nước cho hồ cá này, hồ cá coi. Đó, khi mà nó tụt nước là nó tự châm nước vào. Đó, mình không phải canh nữa. Chế cái hệ thống tự động châm nước cho gia súc, gia cầm, cho chó, trang trại gà, vịt. Đó, hết nước là tự rót nước cho bọn nó uống nhá. Đây, bây giờ ra gắn một bộ thôi để test cho anh em nhá. Giá là 65.000 một bộ nhá. Tất cả ren của nó đều là 21 phổ thông. Đây, anh em thấy chưa? 65.000 một bộ phao cơ chống tràn. Em sẽ gắn trực tiếp vào nước, em test thực tế cho anh em xem để anh em dễ hình dung nhá. Đây, em còn lại một thùng này cái găng tay đi phượt hàng xịn anh em nhé. Hôm nay shop xả cho anh em luôn. Xả giá rất tốt cho anh em lấy về xài. Anh em lấy về đi xe máy, tập thể dục. Đây, hàng thì nó rất dày anh em ạ, nó không phải như hàng chợ đâu nhá. Đây này, những cái vị trí này của may của nó là đều là có bọc cao su anh em ạ. Đây này. Đó, chứ không phải cái hàng mà anh em mua 15.000 một đôi ở ngoài đường ngoài chợ đâu. Đây này. Những cái này nó đệm cao su hết. Outdoor mình đeo thử cho anh em xem. Con này anh em lấy về đu xà, chạy xe cũng được, chạy xe đỡ đen tay. Hoặc là tập thể dục. Những cái nào mà mình tác động với cái ngón tay là nhiều này, đó, đem một cái ngựa cho anh em xem. Đấy, rất là thoải mái dễ chịu nhá. Rộng rãi, anh em tùy chỉnh theo cái cổ tay anh em thôi. Rồi, trước sau bán là 25.000 một đôi đó, hôm nay em xả cho anh em là 40.000 hai đôi. 40.000 trên 2 đôi anh em nhé. Ghế chống gù lưng lại về hàng rồi anh em nhé. Đây, đàn đóm là em đóng gói hết rồi. Đang chờ ngày mai lên xe cho khách nha. À, đây, thì ghế thì hôm nay shop về thêm, nó có 3 màu anh em nhé. 3 màu, nói chung là màu sắc thì không quan trọng đâu. Quan trọng cái này anh em ngồi nó chống đau lưng nhá. Nó sẽ chịu lực ngay ở cái chỗ cột sống cho anh em. Nhựa của nó cực kỳ xịn luôn. Nhựa này là nhựa chịu lực chứ không phải là nhựa ABS thông thường đâu. Mạnh thử test cho anh em xem cái độ dẻo của cái nhựa này. Đó, đấy anh em thấy không? Thì anh em cứ lót nó vào ghế như thế này là anh em ngồi thôi. Ngồi thử đi. Đó, nó sẽ, đấy anh em thấy không? Đó, khi mà anh em ngồi vào là nó sẽ đỡ, nó sẽ lưng đỡ cái phần ngay cái chỗ cột sống lưng của anh em này. Đó, và sau một tuần sử dụng thì anh em sẽ thấy nó có hiệu quả ngay đó. Đấy, em đang xài mà, con này em đang xài luôn á. Thấy rất là dễ chịu anh em nhé. Người cỡ khoảng tầm 75kg ngồi lên là thoải mái luôn nhá. Không bao giờ sợ bị gãy gì hết á. Nó cực kỳ dẻo luôn. Lỗ thì có lỗ thông hơi để anh em ngồi nó thoáng nhá. Cả đằng lưng cũng có luôn. Đó, ghế này thì phù hợp cho anh em từ 75kg trở lại. Phụ nữ cũng được, phụ nữ xài cũng ok. Đó, tác dụng là anh em có thể mang lên xe hơi anh em ngồi, xe tải cũng được. Rồi ghế văn phòng,
nhá, ghế sofa, thậm chí ngồi ở dưới nền nhà, ngồi thêm cái nữa cũng được. Mạnh thử test luôn, ngồi thực tế cho anh em cái đi, cũng có tác dụng là anh em ngồi lâu đó. Đó, ok chưa? Đây, đây, để em quay cho anh em xem. Đúng, mạnh nó ngả hẳn người ra luôn này. Đó, nó sẽ chịu lực ngay ở cái chỗ cột sống cho anh em nhá. Rồi, ok mà nhá. Đó, nó chịu ngay chỗ cột sống này, thì anh em sẽ đỡ bị các cái tình trạng như là đau mỏi lưng, đau mỏi vai gáy luôn. Nó liên quan đến cột sống và liên quan đến cổ luôn anh em nhá. Nó rất là tốt. Rồi, ok. Em bán là 130 ngàn đồng cho một ghế anh em nhá. Hôm trước anh em nào mà bị hết hàng á, thì hôm nay anh em liên hệ lại giúp shop. Hôm trước có nhiều anh em đặt mua 4 cái luôn. Hôm nay mở quạt ra cho anh em xem nội thất cực kỳ xịn bên trong luôn. Động cơ 12V rất mạnh anh em nhá. Ui, đã chưa? Nó thổi ra 4 hướng luôn nhá. Ok mọi người. Đã thật, cái này anh em về chế quạt mát chạy pin cũng được. Quạt tháp, quạt tầng, thay cánh nha. Cực phê luôn. Quạt này là của hãng Toyota anh em ạ. Ô tô. Đây này, hôm nay em sẽ mở ra cho anh em xem cái nội thất bên trong của nó nhá. Cánh là nó dính keo lên mở được hết anh em ạ. Đây này. Đây. Đây. Cánh đây. Ủa, cánh này ly tâm. Đằng sau nó có 4 con ốc nhá. Anh em mở 4 ốc ra tháo được toàn bộ. Đây. Êm chưa? Đó, mạch bên trong cực kỳ xịn luôn. Đó. Rồi, ok. Quạt thì bên shop đã mốt sẵn cho anh em rồi nhá. Nhưng quạt này phải mốt mới xài được. Đây này. Đó, hàng zin nguyên bản của nó thì sẽ như thế này. Đó, nhưng mà shop đã cho người cắt cái đít của nó ra. Và hàn cho anh em một bong hàn, hàn đúng nối tắt 1 giây thôi. Là anh em về chỉ cần xài luôn nhá. Còn đảm bảo anh em là hàng zin không qua sửa chữa, không qua gì hết, chỉ có vì hàng này nó phải xài mạch nên là phải hàn tắt 1 giây thì nó mới chạy. Nó giao về cho anh em thì anh em lưu ý giúp em là cứ ra cho anh em sẵn 2 dây này đúng không? Đỏ đen đúng không? Đây này. Có sẵn 2 cái dây màu đỏ và màu đen này, ngắn ngắn này thôi nhá. Anh em về nối thêm ra giúp em. Sau đó là cấp điện 12V là xài thôi. Động cơ không chổi than, đây này. Mạnh tháo được lỗ cái này ra cho anh em không? Nãy em tháo lấy cái tô vít lại ra cho anh em xem luôn cái dây đồng của nó. Có. Cái mâm này tháo được luôn anh em nhá. Thôi được rồi mấy nhá. Tháo được không? Đây này. Đó, cực kỳ chất lượng luôn. Cốt đồng này. Đây, động cơ quấn bằng dây đồng mà dây của nó khá lớn nhá. Dây nó khá lớn luôn. Đó. Hai vòng bi anh em thấy không? Đây một vòng bi nhá. Đằng sau một cái nữa là hai cái, nó mới êm như vậy. Rồi, ok. Hàng bao chạy nhá. 12V chế cháo nhiều việc. Em bán là 40 ngàn một cái thôi. Quạt không chổi than 12V, 40 ngàn một cái. Dây điện nguồn 2 chấm cho anh em thay máy nhá. Đó, hàng cực kỳ xịn luôn. Đến từ các cái thương hiệu của các cái hãng như là Ryobi hoặc là Miwaki anh em ạ. Đó. Dây này thì nó sẽ có hai loại nhá. Một là hai lõi, hai là ba lõi, nhưng mà lõi của nó đều là trên 2.0. Đó, lõi 2 chấm. Và bao cho anh em chiều dài của một sợi dây nguồn này á là trên 2 mét nhá. Nó có thể là 2 mét rưỡi. Đó, anh em xài cái phích cắm 3 chấu thì cắm luôn. Còn nếu mà anh em không xài 3 chấu thì anh em bẻ cái chân 3 chấu này đi là cắm vào phích cắm dẹp bình thường nhá. Đó. Anh em sử dụng để thay cho các loại máy công suất lớn như máy hàn, máy khoan bê tông hoặc là các cái thiết bị mà máy sưởi các thứ, nồi cơm điện cũng được. Đó, vì là hoặc là bếp lẩu, bếp từ á, mà những cái chịu tải lớn á, là loại này nó rất an toàn. Vỏ bọc của nó cũng rất là xịn luôn. Đó, hôm nay thì em có thêm số lượng cũng khá khá anh em nhá. Nên là em sẽ giảm cho anh em. Đó, hai sợi như thế này. Hai sợi là 90 ngàn anh em nhá. Đó. Giao ngẫu nhiên hai lõi hoặc ba lõi. Và bao cho anh em dài trên 2 mét nhá. Liền luôn cả phích cắm như thế này rồi. Khoan về anh em ơi, khoan Senny nội địa Úc nhá. Hàng mới 100% mới về thêm. Đó. Sản phẩm của shop bán thì nó cực kỳ là liên quan đến nhau. Đây. Cây khoan bị cắt mất dây nguồn. Đó, anh em mua dây nguồn của shop về đấu luôn nhá. Đây, hàng đẹp chưa? Đó, hàng bãi về nên là ngoại hình của nó sẽ có một vài những cái chi tiết nó bị rỉ sét nhưng mà không đáng kể nhá. Đây, vẫn mới tinh. Bao anh em luôn là hàng zin chưa xài nhá. Đầu mang ranh này còn không có vết chày vết xước luôn.
chẳng qua cái này là nó bị xét xét tí nước mưa thôi, nó có nhiều con thì nó không bị đâu. Đây đẹp chưa, đầu kẹp 13 ly, nó thương hiệu Stanley nội địa Úc nhá, xài điện 220V, công suất chuẩn 600W, hai chức năng búa và khoan tường, khoan búa và khoan tường nhá, bắt vít đó. Đây có điều tốc ở cò luôn này, đảo chiều đầy đủ nhá. Con này anh em chiến công trình cày cuốc hoặc xài gia đình đã là ok rồi, không cần phải mua thêm khoan bê tông nữa, chỉ cần một con khoan thế này thôi là đa chức năng nhá, cắm điện vào là chiến. Shop sẽ bao sống hết cho anh em nhé, bao sống thì hàng này em bán chưa lỗi con nào luôn. Đây em có đấu sẵn một con dây nguồn vào để em test cho anh em đây. Đi qua đây sọc cho anh em mấy cái này. Đây dây nguồn này nè, đây. Thằng này thì nó to lắm anh em ạ. Cắm một cái vít dẹt, cắm một vít dẹt bên này. Đấy, ừ đấy. Ok, mạnh lắm. Khó khó luôn. Bao anh em dây đồng chuẩn 100%, rồi đảo chiều các bạn nhá. Điều tốc đảo chiều đầy đủ nhá. Ok, các bạn nhá. Giá là bao nhiêu? 550 một. Đâu, đã mình đã giảm cho anh em rồi. 48 hay 49? 49 anh ạ. Anh em ạ. 490 thôi. 90k. Đó, chưa bao gồm dây nguồn. Rẻ như khoan tàu, nhưng mà là hàng chính hãng anh em nhá. Stanley là nổi tiếng rồi. Đó, anh em mua cây khoan tàu mà 600W hôm cũng là giá này rồi. Tội gì xài. Cây này nó chỉ bị tình trạng duy nhất là cắt mất dây nguồn thôi, về thay dây nguồn mới là xài nhá. Hàng mới cam kết cho anh em là hàng mới 100%, nhưng mà ngoại hình bị chảy xước và bị cắt dây nguồn nhá, chứ là chưa từng xài, chưa từng khoan luôn. Đây anh em ơi, sản phẩm tiếp theo là shop lại có thêm một mớ hàng túi phao chống nước, hàng xịn. Đây anh em ơi, hàng cực kỳ xịn luôn nhá. Nó sử dụng cái loại bạt HDPE. Đó, theo anh em tìm hiểu cực dày luôn nhá. Đó, chống nước 100%. Đây anh em nhìn này, hơi nó còn không lọt qua được thì làm sao nước lọt qua được. Đó, và cái cách sử dụng của nó lại vô cùng đơn giản. Cho anh em hướng dẫn anh em đi. Đó, mở ra này. Đó, bên trong. Bên trong đây, dây người ta may rất là dày luôn anh em ạ. Đó. Con này ứng dụng rất nhiều việc đây, 15 lít to. Rồi. Anh em lấy về đựng cá cũng được luôn nhá. Đi câu cá đựng cá cũng được luôn, còn ngon hơn mấy cái túi bạt ở ngoài tiệm câu nhiều. Thì cái bạt HDPE này người ta còn nuôi tôm nuôi cá được cơ mà. Đó. Đây, đó làm phồng lên bằng cách như vậy. Là nó phồng lên nhá, chống nước, nó có cả dây đeo quanh người, vừa làm phao bơi được luôn. Đó đây anh em này. Đó, tăng chỉnh cái dây đeo chéo qua người cũng được nhá. Đeo chéo qua người luôn. Cái dây thì mình chỉnh cho nó choàng qua lưng của mình. Đó, anh em có thể mang đựng điện thoại này, đựng quần áo này, và khi trời mưa cũng không sợ ướt luôn, đi trời mưa được luôn, làm phao bơi được luôn. Đó, đựng đồ câu cá cũng được luôn. Nó rất nhiều ứng dụng, ok chưa? Không muốn dây đeo thì tháo cái dây đeo ra, nó lại còn gọn hơn nó nữa, nó chỉ thế này thôi, xách tay nha. Ví dụ anh em làm phòng lên nó còn đẹp hơn nữa nhá. Biết cách làm phòng lên đó là nó rất là đẹp luôn, cho nhiều hơi và nhiều hơi nhất có thể. Đó rồi, cuốn cho nó 3-4 vòng mà nào. Nó phồng nó đẹp lắm. Nữa, cuốn nữa, nữa, phồng nữa. Đó, đó đúng rồi, rồi. Kéo lại đi. Đó, mình càng cuốn nhiều thì nó càng phồng nhá. Rồi, ok. Thôi thì hôm nay em báo giá cho anh em là cái túi lớn là 15 lít đúng không? 15 lít. Màu sắc thì em không lựa được cho anh em rồi. Em chỉ hỗ trợ lựa cho anh em được số lít thôi. Túi nhỏ 10 lít. Đây, em xem cái 10 lít rồi. Đây, 10 lít là cái này. 10 lít này là giá 60.000 cái. Đó. 15 lít là 80. Đó, hôm nay về số lượng cũng khá khá nên là bán cho anh em lựa số lít luôn. Đây 15 lít là cái này. Nhưng mà xin phép anh em là em sẽ tự giao màu nhá, nó có 3 màu á. Đây anh em ơi, sản phẩm tiếp theo shop mới về hàng cặp tay ga xe máy, hàng da bò nha anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng này thì là da bò chuẩn 100% và nó bọc thêm một lớp bên trong là lớp cao su mềm, co giãn. Anh em chỉ cần rút cái tay ga xe máy của anh em ra, anh em đút vào. Thiết kế gắn được đến 95% các loại xe máy trên thị trường, nếu không muốn nói là 100%. Bởi vì những cái dòng mô tô thì em không biết, chứ còn các cái loại xe máy phổ thông ngoài đường thì cái nào cũng gắn được, nó có thể co giãn được một chút mà. Đây, hàng thì chuẩn da bò 100% và sẽ may thủ công nhá. May khâu thủ công những cái đường may này.
Đó. Ok chưa? Mà có rất nhiều màu nhá. Đây này, như cặp này là màu nâu này, khui thêm cho anh em vài cặp nữa đi. Màu đen này, da đen này. Da bò giả cá sấu anh em nhá, vẫn là da bò đấy, đen này. Rồi rắn, da rắn này, cũng là da bò giả da rắn. Rồi có thêm màu nâu vàng như thế này nữa, kiểu như này nữa. Đó anh em thấy chưa? Cái này được cái là không ra mồ hôi tay, anh em lau chùi dễ này. Và nhìn rất là sang cái xe nhá. Rồi ok, em bán một cặp tay ga này là 90.000. 90.000 một cặp. Rồi. Giới thiệu anh em luôn cái mẫu đeo chéo này mọi người ơi. Túi đeo chéo shop lại có thêm rồi anh em ơi. Hôm nay thì không có ba lô đâu, ba lô chưa có hàng. Mẫu này thì dùng cho anh em xài cá nhân là rất ngon. Đây. Đó, đây anh em nhá. Giá gốc của shop tới 299 lận anh em. Em bán chỉ có 190.000 một túi thôi, đúng không? Bình ổn giá anh em 190 thôi. Đó, da này của cái túi này á, thì nó không phải da bò thật đâu anh em nhé. Da này là giống như cái mấy cái da mà da PU thôi, da giống như da của ghế sofa thôi anh em. Da nhân tạo nhưng mà nó cũng rất bền. Không giống như hàng si đâu anh em. Đây này. Đó, da công thì dày dặn chắc chắn nha. Có những cái vị trí để hít nam châm cho anh em này. Đó, đựng được rất nhiều đồ, đựng mắt kính, điện thoại. Đó, size lớn nhá. Đó, ok chưa? Size cá nhân. Rất nhiều ngăn, đằng sau nó cũng có ngăn luôn này. Đó, đẹp. Đây, dây của lót cực kỳ dày dặn luôn. Đó, đẹp lắm. Mày đeo lên, ướm lên cho anh em xem cái độ lớn của nó. Đây anh em nhá, dây anh em tăng chỉnh được. Mang đi làm, đi chơi, đi du lịch. Ok chưa? Đó, ok. Một, à có hai màu đúng không? Màu đen. Màu đen và màu nâu anh em ạ. Cho anh em xem con màu đen đi. Đây màu đen này. Đen cũng đẹp lắm anh em ạ. Rồi ok, 190.000 đồng trên một túi đeo chéo. Đây và cái sản phẩm cuối cùng trong video hôm nay là sản phẩm best seller của CKT Shop đây. Mẫu này được anh em mua đi mua lại rất nhiều lần bởi vì nó tốt anh em ạ. Bóng đèn nhà xưởng 100W và 50W nha. Đây. Em khỏi cần quay video test cho anh em luôn. Đây em đang test là trực tiếp đây, shop đang xài luôn. Xài từ năm ngoái đến năm nay rồi. Rất là tiết kiệm điện và ánh sáng của nó rất là tốt luôn anh em nhá. Đó con đó mới là 50W thôi đó. Đây, mày đo đường kính cho anh em luôn đi. 50W là đèn đĩa đấy. 25. 25 rồi. 100W. 100W là 29. 29 đó, hàng xịn. Vỏ nhôm, chóa nhôm anh em nhá. Đó nên là anh em mua về là không cần phải gắn chóa. Nó sẽ chỉ hắt sáng xuống dưới thôi. Nó tránh cái việc mà ánh sáng nó hắt ngược lên trần, lên trên mái tôn, là nó tăng được cái độ sáng lên nhiều. Đây. Đó, hàng thì nó rất là nhiều tiêu chuẩn xịn luôn. Ánh sáng trắng, đuôi E27, điện 220. Và nó không có cái giải màu nhỉ. Ánh sáng trắng anh em nhá. Ở đây nó không có ghi. Rồi, ok. Đó, em bán là 50W là giá 130. Ok chưa? Còn 100W là giá 190. Rất là to luôn anh em ạ. Đó, lắp nhà xưởng cũng được, lắp gia dụng cũng ok luôn nhá. Rồi, video hôm nay thì shop cũng sẽ tạm dừng ở đây luôn anh em nhá. Anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ shop hai số điện thoại ở góc bên phải màn hình. Một vài sản phẩm nhỏ thì shop có để link ở bên Shopee. Đó, anh em cũng có thể đặt hàng qua Shopee. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.